Hello chào các bạn đã đến với kênh TV Channel thì tiếp theo trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đổi mật khẩu trong cái tài khoản của là gdna.vn để các bạn đăng nhập vào bất cứ từ game nào của gdna.vn mà điện hình ở đây nó là liên quân mobile thì đầu tiên các bạn sẽ đăng nhập vào một trình duyệt web Chrome hay là cục cốc hay là Safari thì sau khi đăng nhập xong thì bạn sẽ gõ tìm kiếm ở Google là các bạn sẽ đánh vào gdna.vn ở đây mình bấm là Helena vn đây rồi như vậy chúng ta đang nhập vào trang chủ của cái hãng game này tiếp tục các bạn sẽ bấm vào cái dấu ba gạch ở trên cổng bên phải và các bạn sẽ đi đến cái mục tài khoản ở đây rồi như vậy là sau khi đăng nhập vào tài khoản rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập các bạn sẽ bấm mật khẩu vào lúc nãy mình đã lưu cái tài khoản cũng như email luôn thì mình đăng nhập rất là nhanh thì ở đây có những cái mục hành động ngay để tăng cường bảo mật thì hệ thống yêu cầu chúng ta sẽ đăng nhập và đăng ký số điện thoại cũng như là email để xác thực hoặc là căn cứ công dân để các bạn làm để tăng cường tính bảo mật ở đây ở đây là cho chúng ta biết là bảo mật thấp bởi vì mình đang demo tài khoản này thôi thì các bạn thực hiện theo những hành động dấu chấm thang màu đỏ ở đây các bạn làm hết để tăng cường sự bảo mật tránh bị đánh cắp cái tài khoản rồi bây giờ bước quan trọng của mình là mình sẽ giới thiệu các bạn cách chúng ta đổi mật khẩu ở đây mật khẩu của bạn yếu thì các bạn sẽ bấm vào đây nên các bạn sẽ nhập cái mật khẩu hiện tại và tiếp theo chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu mới thì mình lưu thì hệ, thì hệ thống sẽ mình sẽ việc bấm vào là sẽ có được cái mật khẩu à, sau đó các bạn sẽ bấm vào cái mật khẩu mới thì các bạn lưu ý là phải có chữ hoa chữ thường ký tự và từ 8 ký tự trở lên thì các bạn thì việc bấm vào để chúng ta thay đổi cái mật khẩu thì sau khi xong thì các bạn thì việc xác minh lại và các bạn sẽ nhập cái mã xác thực cốt ở đây nếu mà không rõ thì các bạn sẽ bấm cái, cái dấu này để chúng ta khi nào thấy cái mã xác minh rõ hơn à, các bạn bấm vào À, ví dụ vậy, ở đây ví dụ mình sẽ bấm vào cái mã này à, chữ hoa thì các bạn viết chữ hoa thôi, nói, nói chung là các bạn sẽ đánh y chang với cái mạng cấp trang này. Sau khi chúng ta đánh xong thì các bạn sẽ bấm vào cái nút thay đổi, thì lập tức chúng ta đã thay đổi mật khẩu thành công. Và lúc này các bạn muốn cập nhật lại để lưu trên Google luôn, để mỗi lần các bạn đăng nhập trên hệ thống máy điện thoại của bạn, các bạn khỏi cần phải đánh lại mật khẩu mất thời gian. À, ví dụ ở đây mình sẽ bấm cập nhật ở đây, rồi như vậy mình sẽ quay trở lại trang chủ. Như vậy là vẫn còn bảo mật ở mức thấp thì các bạn sau khi mà cái mật khẩu của mình đăng nhập rồi đã thực hiện rồi thì được nâng lên một bước tuy nhiên vẫn còn thấp thì ở đây các bạn cứ việc lần lượt xác minh chứng minh nhân dân sản xác thực để làm theo các bước đơn giản và tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào cái dấu hình người biểu tượng avatar của tài khoản của các bạn ở đây để các bạn xem thêm những cái thông tin à, ví dụ như thay đổi mật khẩu các bạn muốn thay đổi mật khẩu các bạn thì việc bấm vào đây lúc nãy là mật khẩu yếu thì nằm ở ngay cái trang chủ luôn còn các bạn muốn đăng ký số điện thoại các bạn bấm vào đây còn email thì các bạn việc bấm vào xác thực, ngoài ra các bạn có thể xác thực thêm, xác nhận chứng minh nhân dân hay là căn cứ công dân để tăng cường tính bảo mật cho tài khoản của các bạn như vậy là chúng ta đã thay đổi mật khẩu thành công. Bây giờ mình tiến hành vào từ game liên quân này thì cũng hoàn toàn tương tự, các bạn sẽ hệ thống sẽ lót dữ liệu. Các bạn lưu ý ở đây, cái game này rất là hay khi mà lót dữ liệu thì chúng ta không có tốn dung lượng trên máy điện thoại của chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập bằng garena bằng cái tài khoản nên đang bị lỗi thì các bạn chỉ bấm việc đăng nhập lại rồi như vậy xuất hiện cái phần đăng nhập tài khoản như đây thì các bạn sẽ bấm việc cái tài khoản email của các bạn vào lúc này mình đã lưu trên Google nên hệ thống mình đăng nhập rất là nhanh thì các bạn sẽ tiến hành đăng nhập ngay rồi bây giờ mình đang vào từ game thì cộng hoàn toàn tương tự các bạn sẽ chọn tướng này kia sau đó mình sẽ vào game ở à, đây là từ thì các bạn chỉ việc bấm và chúng ta trải nghiệm từ game này rất là hay và cũng khá là thú vị. Rồi như vậy là trong video hôm nay mình đã chia sẻ các bạn cách chúng ta đổi mật khẩu của tài khoản Garena để chúng ta đăng nhập vào những ghi tựa game của cái hãng game rất là hay. Hy vọng video hữu ích và mang đến các bạn những giá trị nhất định. Nếu có câu hỏi nào các bạn cứ để lại comment. Hy vọng video hữu ích và mang đến các bạn những giá trị nhất định. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.